Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 2. Chương 11. Cổ miếu 2. Đúng lúc này, đèn xenon kiểu cũ bên cạnh hắn tựa như mạch bất ổn, lóe lên vài cái, sáng tối đan xen, Trương Nguyên Thanh mơ hồ thấy một bóng người đội mũ thợ mỏ đứng dưới đèn. Địch! Hắn bị dọa nhảy dựng lên. Ý nghĩ trong đầu nháy mắt bị đánh gãy, như hai con kinh hãi chạy về phía trước một khoảng cách. Quay đầu nhìn lại, đèn xenon tiếp tục cung cấp ánh sáng, không lóe lên nữa. Bóng đen vừa rồi đội mũ thợ mỏ kia, giống như là ảo giác của hắn. Có lần kinh hãi này, Trương Nguyên Thanh không dám tiếp tục nán lại ở nơi quỷ quái này, nhanh chóng bước về phía ngoài đường hầm. Tiếng bước chân bịch 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 quanh quẩn ở trong đường hầm âm u yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh không dám dừng một bước nào. Cứ như vậy đi nhanh 5-6 phút, đèn xenon kiểu cũ trên nóc vòm lóe lên lần nữa, nhưng một lần này không có bóng người thợ mỏ đội mũ xuất hiện, chưa đi theo. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng, không dám dừng lại, cúi đầu bước nhanh đi đường. Đột nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, hắn bắt giữ được một chi tiết làm trái tim người ta đột nhiên dừng đập. Đèn xenon màu vỏ quất kéo cái bóng của hắn rất dài, ở cạnh cái bóng của hắn có mười mấy cái bóng đi theo. Chúng nó luôn đi theo ta. Cảm giác mát lạnh từ chân lên đến đầu, cả người nổi da gà, mặt Trương Nguyên Thanh cũng bị dọa tái nhợt, bắt đầu chạy như điên bịch bịch bịch. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện cửa đường hầm, ngoài đường hầm là ánh trăng mát lạnh như sương. Trương Nguyên Thanh một hơi chạy ra khỏi đường hầm, chống đầu gối, cúi người thở dốc. Sau khi thở bình tĩnh lại, hắn nhìn cảnh vật xung quanh, trăng tròn như cái khay, tịch liêu treo ở bầu trời đêm, ở dưới ánh sáng của nó, các ngôi sao ảm đạm thất sắc. Cánh rừng tươi tốt đắm chìm trong ánh trăng, chiếu xuống từng mảng lớn bóng đen nồng đậm. Hắn đang ở một khu hoang dã. Đèn xenon trong đường hầm lóe lên vài cái, tắt hết. Cửa đường hầm to lớn tối đen, yên tĩnh, như là mùng con thú tìm người để nuốt. Nhanh chóng rời khỏi da đầu Trương Nguyên Thanh tê dại, dọc theo đường núi gập ghềnh lên núi. Sau khi đi mười mấy bước, hắn quay đầu lần nữa, thấy một dãy bóng người đầu đội mũ thợ mỏ, quần áo cũ nát, cúi đầu đứng ở cửa đường hầm. Bọn họ đứng ở trong bóng đen ánh trăng không chiếu tới, không nói một lời, như là đang tiễn hắn. Trương Nguyên Thanh kinh hãi lui về phía sau vài bước, xoay người chạy lên núi. Hai bên đường núi cành lá um tùm, chiếu xuống ánh trăng vỡ vụn, đủ Trương Nguyên Thanh thấy rõ đường. Chỉ là trên núi yên tĩnh đáng sợ, trong rừng không có tiếng côn trùng kêu tiếng chim hót, điều này làm tiếng bước chân của Trương Nguyên Thanh tỏ ra đặc biệt vang dội. Quá yên tĩnh rồi nhỉ, mùa này trên núi không có khả năng ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Hắn nhìn quanh, trăng tròn như mâm, bóng cây che phủ, luôn cảm thấy trong bóng đêm có cái gì đang nhìn chăm chú vào mình. Không biết đi bao lâu, thẳng đến lúc thân thể toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc đi ra khỏi cánh rừng rậm rạp, tầm nhìn lập tức trống trải. Ánh trăng như nước, xung quanh tĩnh mịch, cuối đường núi gập ghềnh là một tòa miếu cổ bỏ hoang, lẳng lặng đứng trong bóng đêm. Tòa miếu cổ này không biết bỏ hoang đã bao nhiêu năm, sơn cửa chính trước miếu loang lổ biến thành màu đen, răng kín lỗ ăn mòn, đèn lồng góc mái rơi trên mặt đất, chỉ còn khung trúc. Tấm biển trái lại vẫn còn, răng đầy mạng nhện, treo lịch dưới mái hiên, chỉ là ánh sáng quá mờ, không thấy rõ trên tấm biển viết cái gì. Bậc thang trước cửa miếu rạn nứt, chỗ khe hở cỏ dại mọc tùm. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, trước không thôn sau không tiệm, sao có thể có một tòa miếu? Đợi một chút, miếu. Trương Nguyên Thanh chợt phản ứng lại, bên tai giống như vang lên thanh âm trong giới thiệu tin tức của Linh Cảnh. Đừng vào miếu, đừng vào miếu. Dựa theo thanh âm cổ quái kia nhắc, nhờ, ta hẳn là không thể vào miếu. Không đúng, đường hầm ta đã đi ra rồi. Vậy ý nghĩa, ta thật sự cần thăm dò, là tòa miếu cổ cũ nát này. Ở cửa miếu do dự hồi lâu, Trương Nguyên Thanh cẩn thận cất bước, đi về phía miếu cổ đứng lặng trong bóng đêm, bước qua cánh cửa tàn phá. Đập vào mắt là một khoảng sân trước rộng rãi, trong sân mọc cỏ dại cao ngang hông, một cái lư hương cao bằng nửa người mục nát đổ nghiêng ở trong bụi cỏ, không biết chịu bao nhiêu năm gió táp mưa xa. Dưới chân là một con đường do phiến đá trải thành, giữa vết nứt phiến đá cũng mọc ra từng đám cỏ dại. Ánh mắt theo cỏ úa phập phồng, nhìn về phía cuối con đường trải đá, nơi đó có một tòa chủ điện cũ nát, nên rất cao, bậc thang đủ 6 bậc.
Trong cửa ô vuông của chủ điện có ánh sáng mờ nhạt lộ ra, có ánh đèn. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, hoang vắng rách nát, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống. Ở trong hoàn cảnh như vậy, chút vầng sáng kia cũng chưa mang đến một chút ấm áp nào cho Trương Nguyên Thanh, thậm chí cảm thấy càng thêm khủng bố. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 12, Cổ Miếu 3. Xoạt xoạt, đạp từng đám cỏ dại khô vàng đi tới, hắn giữ sự cảnh giác đi về phía chủ điện, trong hoàn cảnh trống trải, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, đột nhiên, vành tai Trương Nguyên Thanh khẽ nhúc nhích, nghe thấy phía sau có thêm một tiếng bước chân, có cái gì đang đi theo hắn. Bỗng nhiên quay đầu, bóng đêm như nước, cỏ hoang tùm, phía sau không có cái gì cả. Ảo thính rồi, Trương Nguyên Thanh kinh hãi dừng chân một lát, một lần nữa nhấc đôi chân tiến lên. Xoạt xoạt xoạt, tiếng bước chân lại tới, lần này hắn nghe rất rõ, phía sau thật sự có cái gì đi theo. Sẽ không tà môn như vậy chứ, vừa mới vào chùa miếu đã gặp được thứ dơ bẩn, hắn không dám quay đầu nhìn. Bước chân nhanh hơn, tiếng bước chân kia phía sau cũng theo đó nhanh hơn. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc không chịu được, cùng lúc nổi da gà, nhấc chân chạy như điên, lao về phía chủ điện. Tiếng bước chân phía sau như bóng với hình, đuổi sát hắn. Trong lúc truy đuổi, Trương Nguyên Thanh rất nhanh đã lao ra khỏi bụi cỏ hoang, tiếp cận chủ điện. Sáu bậc thang chỉ hai bước đã nhảy qua, rốt cuộc, ở trong tiếng vang lớn rầm, húc tung hai cánh cửa ô vuông của chủ điện. Tiếng bước chân phía sau đột nhiên biến mất. Phù, phù. Hắn thở hổn hển, rốt cuộc dám quay đầu nhìn, ánh trăng như nước chiếu vào đình viện, cỏ hoang, con đường phiến đá, yên tĩnh làm người ta sợ hãi, nhưng không có cái gì cả. May mắn chưa đuổi theo. Trương Nguyên Thanh sau khi hết thở dốc, nhẹ nhàng đóng lại cửa chủ điện, tựa như chắn sự sợ hãi ở bên ngoài. Tiếp theo, hắn nhìn quét cảnh tượng trong chủ điện, trên bệ đá cao cao thờ phụng một vị nương nương khoác áo khoác da lông. Mặc trang phục hoa mỹ, mặt nàng tròn, lông mày con mắt dài nhỏ, lộ ra một sự hiền từ. Vị nương nương này một tay cầm phất trần, một tay khác làm dạng cầm nắm, ban đầu tựa như là nắm cái gì, nhưng giờ phút này trống trơn. Hai bên trái phải là đồng tử ôm kiếm, nha hoàn cầm sách. Trước bệ là một cái bàn cống phẩm phủ đầy cho bụi, trên bàn đặt nến, một ngọn nến dài 20cm, to bằng cánh tay trẻ con yên tĩnh thiêu đốt. Ánh nến xua tan bóng tối, tựa như cũng bị tan sợ hãi trong lòng Trương Nguyên Thanh, hắn cảm thấy cảm xúc ổn định hơn rất nhiều. Trên bức tường bên trái treo hai tấm ván gỗ phai màu rạn nứt, bên trên khắc đầy văn tự chữ Khải. Giải thích Khải thư hay chữ Khải, còn gọi là chân thư, chính Khải, Khải thể và chính thư là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại. Hết giải thích, Trương Nguyên Thanh lững thững đi đến bên tường, mượn ánh nến vàng vọt chăm chú nhìn. Những văn thể chữ Khải này phong cách là thể văn ngôn. Trình độ ngữ văn của hắn không tệ, thông qua nửa đoán nửa đọc, đối với vị trí hoàn cảnh của mình đã có một sự nhận thức rõ ràng. Ngọn núi này tên là núi Tam Đạo, sơn thần cung phụng trong miếu gọi là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Vị sơn thần nương nương này là nhân sĩ Tùng Phủ đầu thời Minh, tu hành ở Tùng Phủ núi Tam Đạo, tinh thông phép bùa chú, thông hiểu thuật luyện đan, có thể cầu mưa đuổi quỷ, phù hộ một vùng mưa thuận gió hòa, bởi vậy được dân chúng tôn thờ. Sau khi nàng Vũ hóa, quan phủ địa phương ở núi Tam Đạo xây miếu này, gọi là miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, do y bát truyền nhân của nương nương quản lý hương khói, đảm đương ông tử. Miếu đầu thời Minh, thế này cũng 500-600 năm rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng. Lúc này, hắn không khỏi nhìn lướt qua gầm bàn cống phẩm, trong lòng đột nhiên rùng mình. Một cái bóng đen nằm ở trong cái bóng gầm bàn. Vừa rồi tâm tính quá mức sợ hãi, hơn nữa ánh nến tối tăm, chưa ngay lập tức chú ý tới. Trương Nguyên Thanh kiên trì tới gần, tập trung nhìn vào, thì ra là một bộ thi hài chỉ còn xương khô. Trương Nguyên Thanh trong kinh sợ lại nhẹ nhàng thở ra. So sánh với miếu sơn thần quỷ dị này, thi hài ngược lại chẳng khủng bố thế nào. Đến gần vài bước, mượn ánh nến mỏng manh, hắn thấy rõ quần áo trên người bộ xương, một bộ quần áo bảo hộ lao động phủ đầy cho bụi. Công nhân, đây là đội thi công năm đó, cho nên ta quả thật đã tiến vào trong thế giới chuyện ma quái. Trương Nguyên Thanh vừa làm ra suy đoán, liền lại nghĩ đến một khả năng càng dọa người hơn.
Có lẽ, năm đó đội thi công giống với mình, vào lầm nơi đây, bởi vậy mới để lại truyền thuyết đô thị. Nếu là điều trước, cái gọi là linh cảnh này là căn cứ chuyện ma quái sinh thành cảnh tượng. Mà nếu là cái sau, thì ý nghĩa miếu cổ vẫn luôn tồn tại, đội thi công cùng hắn giờ, phút này, đều là người bị hại. Căn cứ giới thiệu bối cảnh lịch sử miếu Sơn Thần, Trương Nguyên Thanh càng thiên hướng điều sau hơn. Cả một đội thi công đều chết ở trong miếu, chỉ sống sót một người, nơi này thật sự sẽ chết người. Bây giờ ta cũng tiến vào tòa miếu này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm chưa biết. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 13, câu chuyện miếu Sơn Thần 1. Hắn hít sâu vào một hơi, tâm tình một lần nữa căng thẳng, theo bản năng nhìn quanh mình. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một chi tiết nghĩ kỹ mà sợ. Tòa miếu cổ này là đời Minh, lịch sử lâu đời, nên sao có khả năng còn đang thiêu đốt? Ai đang đổi nến cho chủ điện? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kinh sợ, tính cả bức tượng mặt mũi hiền lành kia, ở trong ánh nến giống như cũng lộ ra một sự quỷ dị âm trầm. Ba bức tượng tuy phủ đầy cho bụi, nhưng sống động như thật, mỗi một chỗ chi tiết đều điêu khắc sinh động chân thật, đặc biệt là mắt. Bọn họ đứng ở trên bục, ở dưới ánh nến vàng vọt, ở cao hướng xuống nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Địch, Trương Nguyên Thanh đột nhiên không muốn nán lại ở chủ điện. Hắn có loại sợ hãi thân ở tuyệt cảnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nơi này cực đoan nguy hiểm, nhưng hắn lại không cách nào xin giúp đỡ từ bên ngoài, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Do dự mãi, hắn nghiến răng hạ quyết tâm, cúi người kéo ra bộ xương bọc quần áo lao động. Tẹt. Trong quá trình kéo, quần áo bảo hộ lao động bị dễ dàng xé rách. Qua nhiều năm như vậy, quần áo đã sớm mục nát. Kéo thi thể tới dưới ánh nến, hắn cố nhịn sự không thoải mái, bắt đầu kiểm tra. Người tuy đã chết, nhưng thân thể có thể nói chuyện, biết rõ nguyên nhân cái chết của đối phương, có thể giúp mình tránh né rất nhiều nguy hiểm. Xương ngực, cùng xương sườn gãy mấy cái, vai phải có vết dạn nhỏ dày, nhưng không tính là nghiêm trọng. Người chết lúc còn sống từng bị thương nặng, nhưng nguyên nhân cái chết cụ thể, bởi vì niên đại quá mức xa xưa, nhìn không ra. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh lại từ trong túi của tiền bối công nhân, tìm được mấy tờ giấy ố vàng đã giòn đi, trải qua rất nhiều năm tháng rồi. Trên giấy dùng thể chữ khải viết chữ cực nhỏ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, tờ giấy rõ ràng là công nhân tiền bối ở trong miếu tìm được, cái này trợ giúp hắn hiểu biết tình huống miếu cổ này. Mượn dùng ánh nến, hắn tập trung tinh thần đọc nội dung trên tờ giấy. Tối hôm qua lại có một vị sư đệ mất tích, đây đã là đồng môn thứ ba ly kỳ mất tích trong miếu. Các sư huynh đệ nói, núi Tam Đạo có ma quỷ quấy phá, hoặc là yêu tinh đạo hạnh cao thâm đến đây, mỗi đêm đều phải đến trong miếu bắt người ăn. Nhưng các đệ tử trong miếu tu vi trong người, sư phụ càng là chân nhân thanh danh hiển hách trong phạm vi trăm dặm, lộ yêu tinh nào đuôi mù, dám đến nơi này kiếm ăn. Về phần quỷ quái, trấn thi phù cùng hoán linh phù của ta đủ để giải quyết, cũng không cần làm phiền sư phụ. Trong lòng ta có dự cảm bất hảo, phải đi tìm đại sư huynh cùng nhau bàn bạc. Hôm nay lại có một người mất tích, đây là người thứ năm, sư phụ bảo chúng ta giấu khách hành hương, bằng không sẽ ảnh hưởng hương khói trong miếu, hắn nhất định biết chút gì đó. Ta cùng đại sư huynh tính ban đêm tuần tra. Ba ngày trôi qua, trong lúc đó lại có ba người mất tích, nhưng ta cùng đại sư huynh chưa phát hiện manh mối, ban đêm gió êm sóng lặng. Dự cảm không lành trong lòng ta càng sâu hơn. Đại sư huynh hôm nay rất kỳ quái, hắn tựa như đã phát hiện cái gì, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Ta hỏi hắn, nhưng hắn chưa nói cho ta biết. Cảm xúc của hắn không tốt lắm, ta vẫn là ngày mai lại hỏi đi. Hôm nay người mất tích là... Đại, sư huynh, ta tìm hết toàn bộ núi Tam Đạo cũng chưa phát hiện hắn. Ta chịu không nổi nữa. Ta muốn đi tìm sư phụ hỏi rõ, các sư huynh đệ trong miếu cũng ủng hộ ta, bởi vì bọn họ cũng rất sợ hãi. Chữ viết đoạn này có chút ngoáy, có thể thấy được tâm tính chủ nhân bút ký có chút sụp đổ. Trương Nguyên Thanh tiếp tục đọc, trải qua một phen truy hỏi của ta, sư phụ rốt cuộc đáp ứng nói cho ta biết chân tướng, dự cảm của ta không sai, hắn quả nhiên biết nguyên nhân các sư đệ ly kỳ mất tích. Nhưng sư phụ nói, ban ngày bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sau khi mặt trời lặn hắn sẽ đến phòng tìm ta. Nói cho ta biết một bí mật to lớn,
bí mật này quan hệ đến hưng suy mấy ngàn năm qua. Dùng xong bữa tối, ta liền ở trong phòng chờ đợi mặt trời lặn. Từ sau đêm có người mất tích, ta chưa bao giờ có một ngày chờ mong trời tối như thế. Nội dung tờ giấy ghi lại dừng ở đây. Không có. Viết dở chừng vậy làm người ta có chút khó chịu nha. Trương Nguyên Thanh nhe răng trợn mắt một phen. Hắn tỉ mỉ xem xét tin tức trong tờ giấy một lần. Ở trong một năm nào đó, đệ tử miếu sơn thần này liên tiếp quỷ dị biến mất. Các đệ tử bó tay không có cách nào, cảm xúc khủng hoảng lan tràn. Mà chuyện này, ông từ trong miếu, cũng là sư phụ bọn họ, tựa như biết nguyên nhân. Nguyên nhân này liên quan đến một bí mật lớn hưng suy vài ngàn năm. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 14, câu chuyện Miếu Sơn Thần 2. Nguyên nhân Miếu Sơn Thần suy bại chưa biết, thăm dò ra ngọn nguồn của nó, có phải có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai hay không? Trương Nguyên Thanh làm ra suy đoán. Hắn đặt tờ giấy ố vàng lại trong quần áo bảo hộ lao động của Thi Hải, đẩy đối phương về gầm bàn, coi như mắt không thấy thì tâm tịnh. Tiếp theo suy nghĩ mình một bước tiếp theo cần làm cái gì. Tin tức của chủ điện chỉ có từng đó, nếu muốn thăm dò miếu cổ, khẳng định phải đi ra ngoài, nếu như vậy, nhất định phải trực diện nguy hiểm trong miếu. Ở trong chuyện ma quái đường hầm Xà Linh là có một công nhân thành công sống sót, theo quỹ tích của hắn, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp sống sót. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Trương Nguyên Thanh đi đến cửa chủ điện, mở ra hai cánh cửa ô vuông bảo tồn còn tốt. Két, trục cửa bằng gỗ phát ra tiếng vang làm người ta ghê răng. Hắn chống khung cửa, thò đầu nhìn xung quanh, bên ngoài vắng vẻ không tiếng động, trừ có chút hoang vắng âm trầm thì chưa nhìn thấy nguy hiểm. Quan sát một lúc, hắn bước ra khỏi cửa, dọc theo đường nhỏ đá cuội bên trái chủ điện, đi về phía sân sau của miếu sơn thần. Ánh trăng như nước, cỏ hoang phập phồng, Trương Nguyên Thanh đi một hai phút, phía trước xuất hiện một mảng kiến trúc. Đó là mấy căn nhà trệt nối liền nhau, hình thành một tứ hợp viện diện tích thật lớn, ngói đen tường trắng, nóc nhà hình chữ nhất, dưới mái là cửa sổ ô vuông cùng cửa ô vuông. Từng cánh cửa ô vuông xám xịt, hoặc mở hoặc đổ hoặc đóng chặt, giấy dùng để dán cửa sổ ở dưới năm tháng ăn mòn, đã rách sơ xác. Ánh trăng sáng trong, như đất ngưng xương, hắn mượn ánh trăng nhìn lướt qua bố cục hậu viện miếu sơn thần. Trừ tứ hợp viện trước mắt, phía đông còn có một cánh cửa hình vòm, có chút giống nhà sau của gia đình nhà giàu trong phim ảnh. Đều sẽ có một cánh cửa hình vòm như vậy dùng để nối liền sân nhà khác nhau. Trong sân nhà cách vách kia trồng một cái cây to che trời, cành lá tùm, cành cây xoắn xít. Ồ, hắn ở trong sân cỏ hoang phập phồng, đã phát hiện mấy bộ xương quấn quần áo bảo hộ lao động. Cẩn thận tới gần, kiểm tra kỹ một phen, mỗi một bộ xương đều hư hao nghiêm trọng, dưới quần áo bảo hộ lao động là từng khúc xương gãy, nhưng trừ bộ kia ở chủ điện, bộ xương nơi này xương vai bảo tồn hoàn hảo, không có vết nứt. Những người này trước khi chết đều bị thương nặng đáng sợ, chết rất thảm. Một trận gió thổi tới, cành lá vang lên xào xạc, trong mơ hồ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong tiếng xào xạc gió mang tới. Xen lẫn nói nhỏ như khóc như kể, cứu mạng ở ban đêm hoang vắng tĩnh mịch này, sau lưng Trương Nguyên Thanh toát mồ hôi lạnh. Hắn cứng ngắc cả người đứng ở tại chỗ, một hồi lâu sau, gió ngừng, tiếng khóc kể khe khẽ cũng theo gió mà dừng. Sân nhà cách vách kia tựa như có chút nguy hiểm nha, chẳng qua thứ bên trong chưa qua đây. Hắn âm thầm phun ra một hơi, đạp cỏ hoang khắp sân, đi vào mái hiên, tính thăm dò tòa tứ hợp viện này. Nơi này tựa như là nơi đệ tử trong miếu sinh hoạt, trông chất đồ gia dụng cũ nát, răng kín cho bụi, trong không khí tràn ngập mùi mục nát thoang thoảng. Trương Nguyên Thanh thăm dò từng phòng, chưa có phát hiện gì đặc biệt, thẳng đến lúc đẩy ra cánh cửa ô vuông kia tận cùng phía đông. Kéo kẹt, cửa phòng phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng một lần nữa bị đẩy ra, cho bụi rơi ảo ảo. Trương Nguyên Thanh phủi cho bụi rơi ở bả vai, ánh mắt đề phòng đảo qua mỗi ngõ ngách của căn phòng. Trong gian phòng bỏ hoang nhiều năm này, vị trí bên cửa sổ, có một thi thể dựa vào tường, nằm nghiêng ở nơi đó. Từ quần áo cùng mũ thợ mỏ lăn lộn có thể suy đoán ra, lại là một vị tiền bối. Vượt qua cửa, tiến vào phòng, Trương Nguyên Thanh dùng mình, không hiểu sao cảm thấy nhiệt độ xung quanh tựa như hạ xuống rất nhiều, có hơi lạnh. Hắn cẩn thận tới gần thi thể kia, cởi bỏ quần áo rách nát,
theo thường lệ quan sát một phen tình huống bộ xương của thi thể. Một lần này, hắn chưa nhìn thấy xương vỡ vụn, bộ xương này bảo tồn vẫn tốt. Nhưng khi ánh mắt hắn bắn về phía xương vai thi hài, con ngươi co lại, ở trên xương vai thi hài này có vết nứt. Khoa trương, cái này giống với vết nứt bả vai của thi thể kia ở chủ điện, khác nhau ở chỗ thi hài trước mắt này bị thương nặng hơn. Chỉ có bộ này trong phòng cùng bộ kia ở chủ điện xương vai vỡ vụn, là trùng hợp sao? Hắn có chút bất an lẩm bẩm. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh phát hiện túi quần thi thể phồng lên, tựa như cất giấu cái gì. Đưa tay móc, từ trong túi quần người chết lấy ra một quyển sách cổ ố vàng, một tấm gương đồng xám xịt, một lá bùa giấy vàng. Trên lá bùa giấy vàng dùng chu sa vẽ hoa văn vặn vẹo, có chút giống với phù văn, những hoa văn này cùng nhau hội tụ thành một chữ thi rất giống chữ phồn thể. Giải thích chữ phồn thể là chữ Trung Quốc hay dùng vào thời cổ, sau này người ta đơn giản cách viết hơn tạo thành chữ giản thể. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, trở về một. Đang đánh giá lá bùa giấy vàng, trước mắt Trương Nguyên Thanh hiện lên một dòng tin tức màu lam, tên, chấn thi phù loại hình, vật phẩm tiêu hao công năng, chấn thi giới thiệu, lá bùa thần dạ du cường đại chế tạo, là khắc tinh của tất cả âm vật loại thi. Dán nó ở trán âm vật có thể hoàn thành phong ấn. Ghi chú, nó chỉ có thể sử dụng một lần. Tin tức màu lam có chút giống giao diện thuộc tính của hắn, rõ ràng dễ thấy, đây là linh cảnh cho ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh tiến vào miếu cổ quỷ dị tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại nhắc nhở này. Hẳn là vật phẩm quan trọng. Trương Nguyên Thanh gấp nó lại, thu vào trong túi áo khoác ngoài, kéo khóa lên. Nghĩ một chút, lại một lần nữa mở ra khóa kéo. Bởi vì hắn nhớ tới tình tiết trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp, kiếm khách kiếm thuật cao siêu nào đó, thích dùng mảnh vải bọc kiếm đeo ở trên người. Có một ngày, một người khiêu chiến ở lúc kiếm khách ăn cơm, hướng hắn khởi, xương khiêu chiến. Sau đó kiếm khách liền không còn nữa. Nguyên nhân cái chết là mảnh vải tháo ra bất tiện. Trương Nguyên Thanh tiếp theo cầm lấy sách cổ cùng gương đồng, chưa hiện lên tin tức tương quan. Hắn đặt gương đồng ở một bên trước, thật cẩn thận mở ra quyển sách cuộn lại, ố vàng dễ nát. Bên trên viết, bái vào miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương đã 2 năm rưỡi, ta đã học được biết chữ cùng viết. Đại sư huynh nói, chờ sư phụ siêu độ vong hồn về núi, liền có thể chính thức dẫn ta nhập môn, tu hành thuật thôn nguyệt dưỡng hồn. Đây là phương pháp nhập môn trở thành thần dạ du. Yến Vương phản loạn, khắp nơi bất ổn, sư phụ thân là người mạnh nhất Tùng phủ thần dạ du nhất mạch. Không thể không xuống núi siêu độ người chết, nếu không chiến sự chưa định, âm họa lại nổi lên, dân chúng liền càng thêm không thể an bình. Trương Nguyên Thanh cảm thấy bả vai có chút đau mỏi, day day, bước đầu phán đoán, đây là một quyển tùy bút, cũng chính là nhật ký. Nội dung nhật ký đều là tình huống tác giả ở trong miếu tu hành, sinh hoạt, căn cứ chữ viết, quyển nhật ký này cùng tờ giấy trên người thi hài chủ điện có cùng nguồn gốc. Thông qua các chữ như Yến Vương phản loạn, tuyến thời gian là đoạn lịch sử đó chiến dịch Tĩnh Nan. Nhưng hắn không xác định tòa miếu này thật sự tồn tại trong lịch sử hay không, bởi vì nội dung trong tùy bút viết tu hành thần dạ du thuật thổ nạp phù lục các từ không rõ nhưng có vẻ rất ghê gớm. Trương Nguyên Thanh hoạt động bả vai mỏi, cảnh giác nhìn quét căn phòng một lần, lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, sau khi xác định không có khác thường, tiếp tục đọc tùy bút. Rất nhanh, hắn lật đến nội dung nối tiếp chủ điện, vài tờ đằng trước bị xé mất, nội dung tiếp theo viết, mặt trời lặn, trời rốt cuộc tối. Ta nghe thấy được tiếng đập cửa, kích động mở cửa, đứng ngoài cửa không phải sư phụ, mà là đại sư huynh đêm qua mất tích. Đại sư huynh mất tích một ngày một đêm đã trở lại, nhưng ta không có gì vui sướng, bởi vì hắn đã chết, trở về là một thi thể. Ngực hắn máu tươi đầm đìa, trái tim không biết bị ai móc đi. Đại sư huynh nhìn chằm chằm ta, hắn nói, đừng tin tưởng sư phụ. Chữ mấy đoạn này viết siêu siêu vẹo vẹo, có thể tưởng tượng, chủ nhân tùy bút lúc viết đoạn nội dung này, tâm tính là bùng nổ. Trương Nguyên Thanh khi lại lật trang tiếp theo, phát hiện bút ký không có đoạn sau, chủ nhân nhật ký cũng không viết nhật ký nữa. Ặc, đừng tin tưởng sư phụ là có ý tứ gì. Trương Nguyên Thanh bị cú quay xe này làm cho trong lòng phát lạnh. Là ông Từ giết chết vị đại sư huynh kia. Đầu sỏ gây nên các đệ tử liên tiếp mất tích cũng là hắn. Trương Nguyên Thanh day day bả vai,
đặt quyển sách lại trong túi của thi thể, tiếp theo, cầm lấy gương đồng, đang muốn rời khỏi. Nhưng khi khóe mắt hắn trong lúc vô tình liếc gương đồng một cái, thân hình đột nhiên cứng ngắc. Ánh trăng như nước, chiếu vào mặt gương, trong gương đồng chiếu ra bộ dáng hắn, mà ở trên lưng hắn, có một người nằm úp sấp. Người nọ sắc mặt trắng bệch, môi tím sậm, có một đôi con ngươi trắng dã, nghiêng đầu gối lên trên vai Trương Nguyên Thanh, đôi con ngươi màu trắng kia lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Một cơn lạnh toát từ xương cột dâng lên, lao thẳng tới thiên linh cái, Trương Nguyên Thanh như là mèo xù lông, nhảy bắn lên tại chỗ cao cao, bật ra một câu chửi quốc dân, thảo nê mã. Con mẹ nó, đây là bản năng con người ở lúc bị kích thích hoặc kinh hãi mãnh liệt, không tự giác lên tiếng. Hắn rốt cuộc biết vì sao bả vai sẽ mỏi như vậy, cũng biết vì sao thi thể bên cửa sổ phải mang theo bên người một tấm gương đồng. Cái này là vì quan sát mình có bị oán linh bám lên vai hay không. Nó là khi nào ghé vào trên vai ta, khi đi vào tứ hợp viện hay là tiến vào phòng này. Là ai cho ta dũng khí ra ngoài thăm dò, lương tĩnh như sao? Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 16, trở về 2. Đầu óc như là nổ tung, đủ loại ý niệm ở trong nháy mắt toát ra, hoảng sợ như thủy triều ập tới. Tuy biết tòa miếu này tồn tại thứ quỷ dị đáng sợ, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, nhưng thật sự đối mặt quỷ quái, hắn vẫn dâng lên sự khủng hoảng khó có thể diễn tả bằng lời. Đúng rồi, ta có bùa. Trương Nguyên Thanh tay run run thò vào lấy ra lá bùa giấy vàng trong túi trái áo jacket, ngựa chết coi như ngựa sống để chữa dán lên trên vai. Bốp! Trấn thi phù vỗ lên bả vai, hắn nâng lên tấm gương đồng thau, thật cẩn thận soi, nam tử sắc mặt trắng bệch môi đen xì, có một đôi con ngươi màu trắng tĩnh mịch kia vẫn như cũ ghé vào bả vai hắn. Vô dụng, thứ đồ này không tính là âm vật loại thi. Một tia may mắn cuối cùng cũng không còn, Trương Nguyên Thanh cảm giác bả vai càng lúc càng đau nhức, tay chân phát lạnh. Những thứ này không phải ảo giác, là thật sự dương khí sói mòn. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh nghĩ tới thi hài kia ở gầm bàn chủ điện, cùng với vị tiền bối này chết thảm ở dưới cửa sổ. Kế tiếp, hắn rất có thể sẽ như hai người chết ở nơi đây. Trong lòng dâng lên một cơn lạnh thấu xương. Bốp bốp. Đột nhiên, ở thời khắc đòi mạng này, hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng ở trong đêm khuya yên tĩnh cực kỳ rõ ràng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, nhanh chóng ngồi xổm xuống, ngồi xổm cạnh thi thể dưới cửa sổ. Tiếng bước chân này có chút quen thuộc, rất giống thanh âm hắn nghe thấy khi vào miếu. Bộp bộp bộp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đi tới bên này, Trương Nguyên Thanh đến thở mạnh cũng không dám, cả người căng thẳng, mơ hồ nghe thấy tim mình đập cuồng loạn. Khi tiếng bước chân đi qua ngoài cửa sổ, Trương Nguyên Thanh vẫn không nhịn được, nhìn thoáng qua mặt đất căn phòng. Ánh trăng chiếu vào, ở mặt đất hình thành bóng một khối ô vuông cửa sổ. Cửa sổ không cao, chỉ tới bên hông, lấy chiều cao của người thường, đi ngang qua ngoài cửa sổ, khẳng định sẽ bị ánh trăng chiếu ở trên mặt đất, nhưng hắn cái gì cũng chưa thấy. Cái này nói rõ, thứ đi ngang qua ngoài cửa sổ không có thân thể. May mắn là, tiếng bước chân đi qua bên cửa sổ, chưa dừng lại, cũng chưa vào phòng, dần dần đi xa. Ù. Trương Nguyên Thanh yên lặng nhẹ nhàng thở ra, tập trung tinh thần bắt giữ tiếng bước chân đi xa, nghe thấy nó bước vào sân, phát ra tiếng đạp cỏ hoang soạt soạt. Sau đó ngừng lại, vài giây sau, tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Một lần này tiếng bước chân không phải bước đi đơn giản, mà là cất bước có được quy luật cùng tiết tấu nhất định. Nó ở trong sân làm gì? Trương Nguyên Thanh chống thân thể lạnh toát, có chút cố sức đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ giấy rách mướp, nhìn chăm chú ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, trong cỏ hoang, một đôi giày nhảy màu đỏ mới tinh, phong cách Tây, ở trong bóng đêm nhảy Clackit. Giải thích nhảy Clackit là thể loại nhảy múa dùng giày có đế cứng bằng gỗ hay kim loại gõ xuống sàn cứng nghe lách lách, nhịp nhàng, ăn khớp với điệu nhạc. Đêm trăng, miếu hoang, giày nhảy màu đỏ, nhảy một mình. Một màn này thoạt nhìn đã hoang đường quỷ dị, lại lộ ra một sự cô độc khôn kể. Trong miếu sơn thần đời Minh, sao có thể có một đôi giày nhảy phong cách Âu Mỹ? Miếu đổ nát này càng lúc càng quỷ dị. Hắn lặng lẽ ngồi trở về, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, oán linh nằm úp trên vai sấp liên tục cướp dương khí của hắn,
cảm giác cứng ngắc của thân thể càng lúc càng nặng, bả vai nhức mỏi biến thành đau đớn. Hắn cảm giác còn tiếp tục như vậy, hoặc là dương khí chảy hết mà chết, hoặc là xương vai vỡ vụn chết bởi thương thế. Trong đau đớn dày vò, vũ đạo trong sân biến mất. Trương Nguyên Thanh vẫn chưa dám thò đầu, đợi một lát nữa mới thật cẩn thận thò đầu, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát trong sân. Trong sân lấp đầy ánh trăng, cỏ hoang lẳng lặng đứng, đôi giày nhảy quỷ dị kia đã rời khỏi. Ù! Hắn như chút được gánh nặng phun ra một ngụm khí đục, vừa định đứng lên, đầu gối chầm xuống, ngã ngồi xuống đất. Sau khi thần kinh căng thẳng thả lỏng, adrenaline rút lui, hắn lúc này mới phát hiện trạng thái của mình còn tệ hơn trong tưởng tượng. Bả vai nóng rát đau đớn, xương cốt giống như muốn vỡ ra, đầu gối cứng ngắc, máu tựa như đọng lại. Run rẩy nắm lên gương đồng, trong tấm gương xám xịt, Trương Nguyên Thanh thấy sắc mặt mình trắng bệch, vẻ mặt uể oải, con người ảm đạm. Đây nào phải người bình thường, rõ ràng là ma ốm dầu hết đèn tắt. Trên vai, con oán linh môi đen xì kia, quỷ dị lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Còn tiếp tục như vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn có thể làm cái gì? Hắn cái gì cũng không thể chạm đến oán linh trên vai. Xương vai đau đớn mãnh liệt, khiến hắn không thể không dựa vào bức tường để chống đỡ thân thể. Nghiêng đầu nhìn thi hài công nhân tiền bối, tư thế một người một xác giống nhau như đúc. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, trở về ba. Thì ra là như thế, Trương Nguyên Thanh cay đắng cười. Hắn như thấy kết cục của mình, nghe thấy thần chết thở dài. Nhưng Trương Nguyên Thanh chưa bỏ qua dục vọng cầu sinh, đầu óc hắn vẫn sinh động như cũ, giống CPU vận hành quá tải, ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng sống sót. Trong tích tắc, thi thể kia ở gầm bàn chủ điện, ở trong dòng tin tức bề bộn hỗn loạn chợt lóe qua. Hai thi thể trình độ bả vai nứt xương không giống nhau, thi hài kia trong chủ điện bả vai bị thương cùng không nguy hiểm đến tính mạng, oán linh bám trên vai đã buông tha hắn. Không, oán linh không có khả năng nương tay. Hắn vì sao phải trốn? Tới dưới cái bàn, giày nhảy màu đỏ ở lúc ta vào miếu đã vụng trộm đi theo phía sau ta, mà khi ta tiến vào chủ điện, nó liền rời khỏi. Nghĩ đến đây, con ngươi ảm đạm đục ngầu của Trương Nguyên Thanh sáng lên hào quang mong chờ. Về chủ điện, lập tức về chủ điện. Hắn lập tức đứng dậy, bước chân lảo đảo rời khỏi phòng, mỗi một bước đều đi rất gian nan, như là gánh một ngọn núi lớn. Phốc! Hắn ngã sấp xuống ở trong sân, ngã ở trong bụi cỏ hoang, không thể đứng lên nữa. Khớp hàm Trương Nguyên Thanh run run va chạm trên dưới, phát ra tiếng rắc rắc, cảm giác mình đang ở trong trời đông giá rét lạnh thấu xương. Giá lạnh cướp đi nhiệt lượng, ăn mòn ý chí. Trương Nguyên Thanh từng chút một bò về phía chủ điện, dùng ra sức lực toàn thân. Hắn ngẩng đầu, để trong mắt mình luôn soi bóng đường nét tòa kiến trúc kia phía trước. Như vậy hy vọng trong mắt mới sẽ không tắt. Từ chủ điện đi tới cũng chỉ khoảng một phút đồng hồ, lúc này lại cảm thấy xa xôi tựa như chân trời cùng góc biển. Rốt cuộc, ở khoảnh khắc hắn bò vào mái hiên chủ điện, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết hư ảo, bả vai chợt nhẹ, rét lạnh, mê muội, cứng ngắc các loại ảnh hưởng xấu nháy mắt biến mất. Trương Nguyên Thanh vừa lăn vừa bò trèo lên nền, thất tha thất thểu vòng đến phía trước chủ điện, đẩy ra cửa ô vuông, để mình ngã vào trong cửa. Ánh nến như hạt đậu, xua tan âm u, mang đến ấm áp làm người ta như tắm gió xuân. Hắn nằm dang hết chân tay ở trên mặt đất, lồng ngực phập phồng, thở dốc hồng hộc, cứ nằm như vậy 2-3 phút mới cảm giác mình rốt cuộc sống lại. Quá đáng sợ rồi, quá đáng sợ rồi. Phỏng đoán của ta là đúng, chủ điện là một nơi ẩn núp an toàn. Căn cứ hai bộ hài cốt thương thế bả vai khác nhau, hắn phán đoán nhất định là cái gì ngăn trở oán linh đuổi giết đối với người nọ trong điện. Mà công nhân dưới bàn cuộn mình chết đi, cái này phù hợp tâm lý của một người. Trốn ở lúc cực độ sợ hãi, ở vị trong lòng công nhân tiền bối này, chủ điện là an toàn. Mà giày nhảy màu đỏ bỏ qua truy đuổi đối với hắn, từ khía cạnh nghiệm chứng suy đoán này. Trong thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thanh luôn ở lại chủ điện, thẳng đến khi cảm giác đau đớn ở bả vai yếu bớt, nhiệt độ cơ thể khôi phục. Quả nhiên, hắn không còn gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Nếu chủ điện là căn phòng an toàn, vậy hy vọng sống sót của ta không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều, cho dù oán linh bám trên vai lại hấp tinh ta, cũng có thể trốn về chủ điện.
Nhưng nếu đã gặp oán linh, lại bị giày nhảy màu đỏ truy đuổi, ta nhắm chừng không trốn về chủ điện được. Hơn nữa, ngọn nguồn quỷ dị nhất, đáng sợ nhất của tòa miếu này khẳng định không phải oán linh mà thôi. Hắn chưa bởi vì hóa giải một lần nguy cơ sống chết mà đắc ý, miếu cổ này không đơn giản như vậy. Phải biết rằng ở trước hắn, có cả một đội thi công chết ở chỗ này. Nghỉ ngơi hồi lâu, hắn dần dần gác lại sự sợ hãi, đang do dự tiếp tục ra ngoài thăm dò hay không. Thanh âm kia trong đầu lại một lần nữa vang lên, nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ, đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2. Thăm dò linh cảnh số 0079, tiến độ 20% nguyên thủy thiên tôn, chúc mừng ngài hoàn thành một nhiệm vụ chủ tuyến, đang kết toán phần thưởng cho ngài. Đạt được vật phẩm, đạo cụ, trấn thi phù, có thể xem xét ở ô vật phẩm. Lấy được giá trị kinh nghiệm, 15% ô vật phẩm đã mở khóa. Ngài sẽ đạt được 36 giờ thời gian nghỉ ngơi, linh cảnh số 0079 lần sau mở ra còn lại 36 tiếng. Cảnh vật trong chủ điện bắt đầu vặn vẹo, giống như mặt nước bị gió thổi nhăn. Khi hình ảnh một lần nữa rõ ràng, Trương Nguyên Thanh thấy đèn tiết kiệm năng lượng sáng như tuyết, thấy giường lớn rộng rãi, thấy bàn, thấy máy chơi game PS5, thấy cửa sổ mở rộng, gió thổi vào, rèm hơi chớp lên. Hắn đã trở lại nhân gian. Trở lại rồi. Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh, xác nhận mình đã thật sự trở lại phòng, lúc này mới mềm nhũn đầu gối, làm bản thân ngã ở trên giường mềm mại. Hít sâu một hơi, thế mà lại cảm thấy không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Sống thật tốt, nhân gian thật tốt. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 18, Liên lạc 1. Sau khi thả lỏng vài phút, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, kéo khóa áo khoác ngoài, phát hiện trấn thi phù quả nhiên không thấy nữa. Trương Nguyên Thanh tự nhiên mà vậy hiện lên ý nghĩ lấy vật phẩm, ngay sau đó, một ô vuông màu lam hiện lên trước mắt. Tổng cộng 5 ô, nằm trong ô vuông thứ nhất, chính là lá bùa màu vàng. Thể nghiệm rất kỳ diệu, sau khi ô vật phẩm mở khóa, công năng này giống như trở thành bản năng của hắn, không cần đi học, tự nhiên mà vậy biết nên mở ra ô vật phẩm như thế nào. Trừ trấn thi phù, mình còn đạt được 15% giá trị kinh nghiệm, nhưng cấp bậc vẫn như cũ là không, cái này ý nghĩa mình còn chưa trở thành thần dạ du, vẫn như cũ là người thường. Sống sót 3 giờ đã thiếu chút nữa khiến mình chết ở bên trong, nhiệm vụ thứ hai làm như thế nào? Đây là độ khó cấp S sao? Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng tuyệt vọng, cảm giác mình bị anh binh chơi xỏ rồi. Cái thẻ vớ vẩn này quả thật có thể thay đổi cuộc đời, nhưng cũng thật sự khó có thể khống chế. Hắn rất tự mình hiểu lấy, mình chỉ là một sinh viên ngay cả gà cũng chưa từng giết, ở trong nhiệm vụ thứ hai phía sau, rất khó dựa vào sức của mình sống sót. Làm thanh niên tốt chủ nghĩa xã hội chính thống, lúc này khẳng định cần dựa vào quốc gia, dựa vào chính phủ. Vì thế hắn cầm điện thoại di động, tính quay số của anh họ, khi ngón tay chạm đến màn hình điện thoại di động, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì Trương Nguyên Thanh nghĩ đến, hắn có lẽ có lựa chọn tốt hơn. Lập tức xoay người xuống giường, ở trong ngăn kéo bàn sách tìm được danh thiếp người đàn ông tóc vuốt ngược lưu lại. Danh thiếp viết tên họ cùng phương thức liên hệ. Cảnh ngộ đêm nay khiến hắn nghĩ tới anh binh Ly Kỳ mất tích. Nếu hắn không thể sống sót đi ra, vậy hắn cũng Ly Kỳ mất tích rồi. Có thể khẳng định, anh binh đã sớm tiếp xúc đến cái gọi là linh cảnh, vậy anh ấy mất tích có lẽ là tiến vào linh cảnh nào đó. Dựa theo ý tưởng này phỏng đoán, điều tra viên của văn phòng cảnh sát là đáng tin. Hắn lựa chọn liên lạc người đàn ông tóc vuốt ngược còn có một nguyên nhân, đó chính là đối phương nói hắn cũng có thể mất tích, cái này con mẹ nó là ám chỉ hắn sẽ tiến vào linh cảnh. Lại kết hợp một điểm anh họ không biết tình hình, Trương Nguyên Thanh có lý do suy đoán, ba người kia là nhân viên đặc thù chuyên môn xử lý sự kiện tương tự. Sau khi nghĩ rõ, Trương Nguyên Thanh dựa theo dãy số trên danh thiếp, gọi điện thoại di động của đối phương. Tiếng tít tít vang vài giây, đầu kia nhận cuộc gọi, một giọng nam giới trầm thấp trưởng thành hỏi, ai vậy? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh cố gắng để giọng điệu của mình bình tĩnh, cảnh sát Lý, tôi là Trương Nguyên Thanh. Là cậu à? Đầu kia cười lên, hơn nửa đêm tìm tôi có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi có manh mối muốn báo cáo, thật ra, Lôi Nhất Binh trước khi mất tích, từng gửi cho tôi một tấm thẻ. Trước đó vì sao không nói? Trong giọng Lý Đông Trạch không có chút kinh ngạc. Cái này.
Trương Nguyên Thanh hơi do dự, mang suy đoán của mình đối với vụ án anh binh mất tích, một năm một người báo cho đối phương. Đầu kia im lặng một lúc lâu, bật cười nói, thằng nhóc cậu thật biết thêm vai diễn cho mình nha. Quan Nhã nói không sai, Trương Nguyên Thanh người này tính cách thật ra rất quái gở, một sinh viên bình thường sáng sủa lạc quan tích cực hướng về phía trước, không có sự cảnh giác lớn như vậy. Xin lỗi, Trương. Nguyên Thanh có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, không, cắt vào chủ đề, tôi đêm nay đã gặp một ít chuyện tương đối cổ quái, khó có thể lý giải, ngài có thể hiểu ý tứ của tôi không? Như vậy xem ra, cậu đã thành công từ trong linh cảnh đi ra. Trong giọng nói của Lý Đông Trạch mang theo chút vui mừng. Đúng vậy, vừa đi ra, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Trương Nguyên Thanh nghe được trả lời như vậy, chợt yên lòng, đối phương quả nhiên biết linh cảnh. Lý Đông Trạch nói, sinh viên, chúc mừng trở thành linh cảnh hành giả, đây là xưng hô của chúng tôi với loại người này. Tôi cũng là linh cảnh hành giả, khác nhau ở chỗ tôi là nhà nước, cậu là hoang dã. Linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh thưởng thức câu này, hỏi, linh cảnh là cái gì? Hắn có quá nhiều nghi vấn muốn tìm kiếm giải đáp, chỉ có thể hỏi từ cơ sở nhất. Tôi bây giờ không thể nói cho cậu, nếu cậu muốn tìm hiểu tin tức về linh cảnh, phải làm ra lựa chọn. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, thái độ của nhà nước đối với linh cảnh chia ra hai loại, một loại là hấp thu, bồi dưỡng, một loại khác là giám thị, khống chế. Người trước đại biểu cho gia nhập chúng ta, trở thành một thành viên của linh cảnh hành giả nhà nước. Người sau là làm một tán tu, chỉ cần ở chỗ chúng ta lập hồ sơ một lần, hứa hẹn sẽ không lợi dụng năng lực làm trái kỷ cương, chúng ta sẽ không quản. Đương nhiên, cậu cũng không có khả năng đạt được bất cứ trợ giúp nào đến từ nhà nước. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, Liên lạc 2. Trương Nguyên Thanh không chút do dự nói, tôi nguyện ý gia nhập tổ chức, vì quốc gia vì nhân dân rơi đầu đổ máu. Lý Đông Trạch cười nói, không hổ là xuất thân thế gia trị an viên, rất có giác ngộ. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không phân biệt ra đối phương là trào phúng hay tán đồng. Như, vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi, 8 giờ sáng ngày mai, tôi tới đón cậu. Lý Đông Trạch nói, không phải bây giờ. Trương Nguyên Thanh chần chừ một phen, ngày mai. Bằng không thế nào, bây giờ mấy giờ rồi? Cậu muốn rơi đầu đổ máu vì tổ chức, cũng phải chờ tổ chức đi làm rồi nói. Là không muốn thảo luận ở điện thoại đi, sợ mình đổi ý, chơi miễn phí tình báo. Cho nên phải đợi ngày mai gặp mặt. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi. Cúp điện thoại, hắn nhìn điện thoại di động, thời gian biểu hiện 11 giờ đêm, thời gian trôi qua trong linh cảnh giống với bên ngoài. Thành công liên lạc tổ chức chính phủ, trong lòng Trương Nguyên Thanh yên tâm hẳn, lúc này, cảm giác mỏi mệt dãy dụa cầu sinh mang ra trong linh cảnh mãnh liệt ập đến. Hắn nằm ở trên giường, chỉnh đồng hồ báo thức, mí mắt càng lúc càng nặng, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ 15 phút, Trương Nguyên Thanh bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, suýt nữa tim đột nhiên dừng đập, chết ngay tại chỗ. Vừa tắt đồng hồ báo thức, vừa ngáp xuống giường. Đêm qua chất lượng giấc ngủ không lý tưởng, gặp vài cơn ác mộng, mỗi một cái đều có liên quan với quỷ quái, choàng tỉnh mấy lần. Trong phòng khách, ông ngoại ngồi ở sofa xem tin tức. Ông tóc bạc trắng thưa thớt, thân hình cao lớn, khuôn mặt đầy nếp nhăn không thích nói cười, lộ ra nghiêm khắc. Bà ngoại ở nhà bếp binh binh bốp bốp làm bữa sáng, bên cái bàn ăn dài, dì trẻ ngồi xổm trên ghế chơi điện thoại di động, quai hàm phồng lên, giống một con chuột hamster đáng yêu. Dậy sớm như vậy, dì trẻ đánh giá đứa cháu trai uể oải, dầm dì, bộ dáng miệt mài quá độ, đêm qua có phải làm chuyện xấu hay không, dì muốn đi kiểm tra thùng rác của mày. Đặt ở lúc bình thường, Trương Nguyên Thanh sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, đi tìm đồ ăn. Nhưng bây giờ trong lòng để ý linh cảnh, để ý chạm trán với tổ chức chính phủ, không có tâm tình đấu võ mồm với dì trẻ. Uể oải, ngồi xuống bên cạnh cô gái này, đôi mắt ngẩn ra chờ đợi ăn cơm. Rất nhanh, bà ngoại bưng cháo gạo nóng hổi, bánh quẩy, trứng luộc, một vỉ bánh bao đi ra. Trương Nguyên Thanh húp một ngụm cháo nóng làm ướt cổ, nhìn về phía ông ngoại, thử nói, ông ngoại. Cháu nhớ rõ năm đó sau khi đội thi công đường hầm Xà Linh biến mất, văn phòng cảnh sát tổ chức đội tìm kiếm, ngài lúc ấy cũng ở bên trong. Ông ngoại ừ một tiếng,
có chút nghi hoặc nói, đều là chuyện cũ năm xưa, cháu hỏi cái này làm gì? Ngày hôm qua lại ở trên mạng đọc được câu chuyện này, ngài biết vị công nhân được tìm thấy kia, bây giờ thế nào không? Ông ngoại cau mày nói, quên rồi, chuyện lâu như vậy, không nhớ được, không phải nói lại mất tích rồi sao? Bà ngoại bên cạnh nói chen vào, rất có hứng thú gia nhập thảo luận, hơn nữa là ly kỳ mất tích. Chuyện này năm đó ở trong đội cảnh sát làm cho lòng người hoảng sợ, vẫn là lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tự mình xuống trấn an, mới tính là xong. Có việc này, ông ngoại không thừa nhận. Lão Trần à, ông có phải cao tuổi, si ngốc tuổi già rồi hay không? Chuyện này là chính mồm ông nói với tôi. Bà ngoại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ông ngoại cúi đầu hút cháo, phải tin tưởng khoa học, đừng ham thích những thứ mê tín đó, cái bà này tuổi càng lớn càng hóng chuyện. Sau khi tìm được lại biến mất rồi, tâm tình Trương Nguyên Thanh có chút trầm thấp hút ngụm cháo. Rất rõ ràng, người sống sót kia ở 36 tiếng sau lại tiến vào linh cảnh, mà một lần này, hắn không thể sống sót đi ra. Hắn dự liệu không sai, Miếu Sơn Thần tỷ lệ tử vong cực cao, nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai cực kỳ nguy hiểm. Muốn sống sót, ỷ lại chính phủ là quyết định chính xác nhất. Ăn xong bữa sáng, sau khi rửa ráy đơn giản, Trương Nguyên Thanh vào thang máy xuống lầu, ở cửa tiểu khu chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ. Một chiếc xe MPV màu đen chậm rãi đỗ lại, cửa xe chạy bằng điện tự động trượt. Ra, Lý Đông Trạch ngồi ở trên sofa da thật màu trắng, chống gậy khép chân. Giống với trang phục ngày hôm qua, đồ tây màu đen, ghi lê đen, áo sơ mi trắng, tóc bóng loáng chỉnh tề trải ngược, để hai hàng ria mép tinh xảo. Lên xe đi, sinh viên. Lý Đông Trạch mỉm cười. Vâng, điều tra viên. Trương Nguyên Thanh cười đáp lại. Đợi sau khi hắn lên xe, xe MPV màu đen hòa vào dòng xe cộ, chạy không nhanh không chậm trên đường buổi sáng. Lý Đông Trạch vừa mở ra tủ lạnh trên xe, vừa hỏi, uống cái gì? Nước ngọt. Vậy cậu chỉ có thể đợi lát nữa tự mình đi siêu thị mua. Lý Đông Trạch rót cho bản thân một ly rượu whisky, gắp một viên đá tròn thả vào, bưng rượu, tựa vào ghế dựa lưng. Thản nhiên nói, tôi bây giờ đưa cậu đi làm thủ tục nhập chức, thuận tiện tiến hành huấn luyện cơ sở đối với cậu. Đầu tiên tự giới thiệu một lần, Lý Đông Trạch, linh cảnh hành giả cấp 3, phân bộ ngũ hành Minh Tùng Hải, đội trưởng tiểu đội thứ 2 khu Khang Dương, nghề nghiệp là thám báo. Các bạn đang nghe chuyện linh cảnh hành giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 20, Linh cảnh 1. Thám báo, trừ thần dạ du, còn có nghề nghiệp khác. Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái nghiêm túc nghe giảng, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng chưa xen mồm. Là một người am hiểu xã giao, Trương Nguyên Thanh biết tùy tiện ngắt lời người khác là hành vi không lễ phép, hắn sẽ không để mình bị trừ điểm ở trên những việc nhỏ này. Lý Đông Trạch nhấp một ngụm rượu, nói trước với cậu một lần, cái gì là linh cảnh? Tinh thần Trương Nguyên Thanh lập tức dâng lên. Lý Đông Trạch tìm từ một chút, nói, linh cảnh là lực lượng siêu tự nhiên, trước mắt không thể dùng khoa học giải thích. Tuy chúng ta vẫn luôn ý đồ phân tích nó, hiểu biết nó, nhưng vẫn như cũ chưa hoàn toàn lý giải nó rõ ràng. Linh cảnh tồn tại ở hiện thực, nhưng lại thoát ly hiện thực, chỉ có người được lựa, chọn mới có thể tiến vào linh cảnh, mà phương thức được lựa chọn. Hắn uống một ngụm rượu, cười nói, cậu hẳn là cảm nhận được rồi. Tấm thẻ đó, Trương Nguyên Thanh hợp thời đáp lại. Lý Đông Trạch khẽ gật đầu, nó gọi là thẻ nhân vật. Người đạt được thẻ nhân vật sẽ mở ra nhiệm vụ thí luyện. Thông qua thí luyện liền có thể đạt được một nghề nghiệp tương ứng, có được kỹ năng cùng đặc tính của nghề nghiệp đó. Cơ chế linh cảnh chọn lựa hành giả, trước mắt còn chưa mò ra, phương thức phát thẻ nhân vật cũng không cố định. Nó có đôi khi sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong thân thể cậu, có đôi khi cậu sẽ ở ven đường nhặt được nó, có đôi khi ở trên mạng không cẩn thận nhấn phải đường dẫn nào đó. Hoàn thành nhiệm vụ thí luyện chỉ là khởi đầu, linh cảnh hành giả muốn thăng cấp, muốn trở nên cường đại hơn, nhất định phải không ngừng nhận nhiệm vụ tiến vào linh cảnh. Nhưng cậu không cần lo lắng, tần suất nhiệm vụ xuất hiện không tính là cao. Hơn nữa cũng không phải bất cứ linh cảnh nào cảnh tượng đều sẽ có nguy cơ tính mạng, trái lại, có một số linh cảnh sẽ rất thú vị. Ví dụ như bản thân tôi, thám báo cấp 3, ở trong 2 năm qua, từng tiến vào linh cảnh 6 lần, trong đó 3 lần là linh cảnh một người, thiếu chút nữa chết ở bên trong.
ba lần khác là linh cảnh nhiều người đối kháng cùng tổ đội nhiều người, tương đối an toàn một chút, cũng thú vị hơn. Ha ha, muốn đạt được siêu năng lực, tóm lại phải trả giá. Lý Đông Trạch tạm dừng một chút, cho Trương Nguyên Thanh thời gian đưa ra câu hỏi. Tương tự với phó bản trò chơi, Trương Nguyên Thanh đưa ra lý giải của mình. Lý Đông Trạch lộ ra nụ cười, tôi thích nói chuyện với người trẻ tuổi các cậu, bởi vì các cậu năng lực lý giải mạnh, hơn nữa tích cực tiếp xúc sự vật mới mẻ. Sau khi khen ngợi một câu, hắn gật gật đầu, không sai, giống như chơi game, mà linh cảnh là phó bản, có phó bản là loại hình một người, có phó bản là nhiều. Người tổ đội, nhiều người đối kháng, mà phó bản loại hình một người là nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất. Loại hình nhiều người tương đối tốt hơn, có loại tử vong cùng loại trừng phạt, cái sau chỉ cần trừ giá trị kinh nghiệm nhất định. Trương Nguyên Thanh kỳ quái nói, vì sao loại hình một người tỷ lệ tử vong cao nhất? Lý Đông Trạch trầm ngâm một phen, ở trong linh cảnh loại hình nhiều người, cậu sẽ gặp linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác, nhưng loại hình một người là linh cảnh nghề nghiệp của cậu. Lấy tham báo làm ví dụ, năng lực cảnh giới siêu phàm nghề nghiệp này là quan sát, truy tung, phân tích. Cho nên tôi gặp 3 lần linh cảnh một người, phân biệt là sắm vai thám tử suy luận vụ án sự kiện, ở trong rừng rậm truy đuổi kẻ ác săn bắn lẫn nhau, cùng với hoang dã cầu sinh. Mặt khác, mỗi một nghề nghiệp, phó bản linh cảnh giai đoạn siêu phàm cùng giai đoạn thánh giả là khác nhau. Nghề nghiệp của mình là thần dạ du, vào là phó bản thần quái, vù, may mắn còn có phó bản nhiều người. Bằng không sớm hay muộn dọa vãi ra quần ở trong linh cảnh, phó bản linh cảnh giai đoạn thánh giả sẽ có biến hóa. Trương Nguyên Thanh vừa nghe, vừa gật đầu, Lôi Nhất Binh mất tích, có phải đã vào linh cảnh hay không? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Hắn cần gấp nhân vật chính phủ xác nhận để chứng thật suy đoán của mình, nếu anh binh tiến vào linh cảnh, như vậy sự tình còn không tính là tồi tệ. Lý Đông Trạch suy nghĩ một phen, nói, sau khi Lôi Nhất Binh mất tích quỷ dị, nhân viên chính thức sở cảnh sát Hàng Thành bên kia tiếp nhận vụ án này, bọn họ phán đoán là Lôi Nhất Binh đã chết ở trong linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nghe xong trái tim mình đột nhiên dừng đập một nhịp, khó có thể ngăn chặn dâng lên lo âu cùng kinh hoàng. Vì sao? Lý Đông Trạch giải thích, bởi vì thời gian quá dài. Phó bản linh cảnh bình thường, ít nhất ở siêu phàm cảnh, ngắn thì mấy giờ, dài là 1-2 ngày. Mà Lôi Nhất Binh đã mất, tích 4 ngày. Siêu phàm cảnh đại biểu là từ cấp 1 đến cấp 3. Vậy trên siêu phàm cảnh thì sao? Không quá rõ, nhưng hẳn là sẽ có phó bản thời gian tương đối dài. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.